Nhìn rõ chứ, là đường này à? Phải, phải. Nhà nào? Nhà kia. Không phải, không phải. Nhà kia. Nhà kia. Hình như cũng không phải. Nghĩ kỹ rồi hắn nói, tóm lại là nhà nào? Đầu của tôi hơi hồ đồ, không nhớ ra được. Nhóc à, chú hỏi tí, cháu có nhớ là nhà nào không? Chắc là nhà này. Đi, vào đó. Anh, tôi thật sự không quen con ranh đó. Yên nào anh, tôi thật sự không quen con ranh đó. Các anh đừng đánh nữa, tôi thật sự không quen con ranh đó. Anh à, ai là anh của mày? Chúng tao là cảnh sát đây, là trưởng quản ạ. Tôi không biết là các anh. Tôi đang ăn cơm với bọn trẻ. Ăn cơm, làm gì có chuyện ăn cơm mà trói thế? Ta hỏi mày, vừa rồi mày nói con ranh gì? Thế nào rồi? Cục trưởng, ta hỏi tên buôn người rồi. Theo lời hắn thì người đó chính là Hồng Bảo Khê. Hồng Bảo Khê, chắc không? Chắc. Mấy cái tên buôn người bắt được đều nói là bị hắn đánh. Thế sao hắn lại đánh bọn buôn người? Nghe nói là đang tìm một cô bé tên là Kim Linh, sợ chúng không khai nên đánh hết một lượt. Hồng Bảo Khê cùng phe với Kim Vũ Hiên. Hồng Bảo Khê đang tìm một đứa bé tên là Kim Linh. Kim Linh. Lẽ nào là con gái của Kim Vũ Hiên? Đúng rồi cục trưởng, anh có nhớ là trong di thư của Võ Điền Huệ Tử cũng nhắc đến một đứa bé gái không? Nói như vậy là Kim Linh là con gái của Kim Vũ Hiên à? Chỉ cần tìm được Kim Linh là có thể dụ được Kim Vũ Hiên. Đang nặng gì thế? Nặng người đất ạ. Chuông nhỏ. Cháu đang nặng ai đấy? Cô Tống. Cô Tống à? Nào chú xem nào. Chú xem nào. Xem có giống cô không? Cái này không giống. Cô đẹp hơn thế nhiều. Đợi sau này mắt cháu khỏi là cháu sẽ biết. Mắt nó chắc không cần phẫu thuật cũng có thể chữa được. Nhưng em không rành về khoa mắt. Tốt nhất là chúng ta nên tìm một chuyên gia rành về mắt để xác nhận được. Thế bệnh viện mình có người nào thích hợp không? E chỉ là có bác sĩ Oshima thôi. Các đồng chí nghỉ ngơi đi.
nhìn cho rõ mấy đứa ăn xin mà chú Ngụy bắt. Cô bé mặc bộ đồ này giờ đang ở đâu? Cục trưởng Trình đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Bệnh viện à? Để làm gì? Cô bé đó mắt mù rồi. Cục trưởng Trình đã đưa cô ấy đến bệnh viện để chữa mắt. Tiếng sáo thổi này hay đấy chứ. Ai thổi đấy? Giơ tay lên. Chuông nhỏ, bài hát này thật hay. Cháu có thể nói cho chú ai dạy cháu bài này không? Cháu không nói chú cũng có thể đoán được người dạy cháu hát bài này có phải biết thổi sáo không? Có phải là bố cháu không? Chuông nhỏ à, chuông nhỏ không muốn nói thì anh đừng hỏi nữa. Cục trưởng Trình vừa rồi có điện thoại của cục công an, họ nói là có việc gấp tìm anh. Được rồi, tôi biết rồi. Alo, tôi là Trình Tường. Cục trưởng Kim Vũ Hiên đã đến cục. Gì cơ? Xin lỗi, phiền cô tránh đi một lúc. Nói đi, chuyện thế nào? Kim Vũ Hiên dùng súng giết vào đầu của tôi, hỏi tôi là cô bé mù đó đi đâu. Tôi nói với hắn là anh dẫn cô bé ấy đến bệnh viện, sau đó tôi không biết gì nữa. Cục trưởng, bộ quần áo mà chủ nhiệm Thang thay cho cô bé không thấy đâu nữa rồi. Không thấy quần áo đâu à? Tôi bảo cô bé này 8-9 phần là con gái của Kim Vũ Hiên. Giờ gọi lái xe qua đây, đón cô bé đi. Bảo tất cả người của đội điều tra đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, nghe chưa? Dân. Nào chuông nhỏ à, đây, cầm cái này chơi đi. Hồng Lan, giờ bệnh viện rất nguy hiểm, em mau về đi. Còn chuông nhỏ cứ để tôi chăm sóc. Có chuyện gì vậy? Sau này tôi sẽ nói với em sao. Em mau đi đi. Nhưng mà bác sĩ thay ca vẫn chưa tới. Ở đây không thể không có người được. Tôi biết. Chuyện này thì cứ để tôi sắp xếp. Thật ra thì không chỉ mỗi em mà mọi người ở trong bệnh viện đều rất là nguy hiểm. Sau khi về đến nhà đừng quên gọi điện cho tôi. Được. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp, anh cứ gọi tôi. Được. Chuông nhỏ, chú cho người đến đón cháu về. Đừng sợ. Cháu phải tin chú. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chú sẽ bảo vệ cháu. Hơn nữa, chú nhất định có thể tìm thấy bố cho cháu. Phải nghe lời đấy.
cảnh tình huống khẩn cấp. Hôm nay Trình Tường đến dẫn một đứa bé đến bệnh viện. Vừa rồi tôi phát hiện ra có thể là con gái của Kim Vũ Hiên. Lát nữa Kim Vũ Hiên sẽ đến bệnh viện. Trình Tường đã sắp xếp người bắt hắn rồi, không thể để cho Kim Vũ Hiên rơi vào tay của Trình Tường được. Hỷ Tử, người của cậu phong tỏa ở lối đi của mỗi tầng, còn cậu đưa vài người theo ra bãi xe. Mọi người nghe tôi nói, nếu thấy Kim Vũ Hiên không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn hắn sống, rõ chưa? Rõ rồi. Nhất Bang đi theo tôi, mấy cậu ở đại sảnh tầng 1, mấy cậu đi theo tôi. Alo, bệnh viện Bắc Dương. Alo, xin chào. Cho hỏi chiều nay có phải là có người đưa đến một cô bé 8 tuổi đến bệnh viện các cô khám mắt không? Tôi là bố của cô bé, chúng tôi bị lạc. Tôi khó khăn lắm mới nghe ngóng được là cô bé đang ở chỗ các cô. Xin lỗi bác sĩ. Đúng, phải. Vậy tôi có thể đến đón cô bé không? 10 phút sau tôi sẽ tới. Vâng, vậy 10 phút sau chúng tôi sẽ đưa cô bé ra cổng bệnh viện. Anh mau chóng đến, chúng tôi đang trực ban. Được rồi, cảm ơn cô. Mau thông báo cho cục trưởng, trong vòng 10 phút nữa Kim Vũ Hiên sẽ đến cổng chính. Rõ, mau đi.